Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là ít mây, không mưa, trưa chiều trời nắng khô, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, dao động trong ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ C, độ ẩm từ 55 cho đến 60%. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, có cường độ suy yếu chậm nên thời tiết ở các nơi phổ biến ít mây, không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ và độ ẩm ít có sự thay đổi. Thưa quý vị, những ngày này thời tiết chắc hẳn khiến cho không ít người trong số quý vị cảm thấy khá là đau đầu, khó chịu. Để đảm bảo sức khỏe thì quý vị lưu ý nên ngủ đủ giấc, rèn luyện thể thao phù hợp với cơ thể, bổ sung vitamin D vào khẩu phần ăn và nếu cơn đau đầu tăng nặng thì nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ. Bản tin xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ giao động từ 17 cho đến 29 độ C. Vùng đồi Trung Du, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 cho đến 30 độ C. Còn vùng đồng bằng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ giao động từ 19 cho đến 30 độ C. Còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.